đu idol, mua vé đi xem thần tượng của mình, thì cái điều đó đâu có xấu. Tuy nhiên nó phải theo hướng tích cực. Khi mà các bạn dùng cái từ á, bây giờ của giới trẻ đi là đu idol, mua vé đi xem thần tượng của mình, thì bị những người khác lên án là sao không dùng tiền đó để làm những việc khác có ích hơn, những việc khác mà nó giá trị hơn, mà lại dùng cái việc đó vào việc vô bổ như vậy, như là đu idol chẳng hạn. Là tại bạn không có idol, mình có idol mà. Manchester United, mình sẵn sàng mua tất cả merchandise của họ, từ áo, quần, vật phẩm, logo của họ, vì mình ngưỡng mộ họ, mình thần tượng mà, mình đam mê. Mình hạnh phúc khi mình được làm một điều đó với idol của mình. Mình tôn trọng tất cả những bạn làm mọi thứ để được gặp idol, làm mọi thứ để làm được cái điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên nó phải theo hướng tích cực, chứ không được ăn cắp ăn trộm, đúng không? Các bạn đó làm cái việc đó đối với các bạn là có ích, thì chẳng qua đối với những người không hâm mộ thì họ thấy nó không có ích thôi. Ai dám chắc trên đời này là những người mà phê phán họ không có đam mê. Vậy thì bây giờ nếu như đặt vấn đề ngược lại là nếu như bạn làm một cái điều gì đó với đam mê của bạn mà bị người khác lên án thì bạn thấy sao? Đúng không? Những người bị lên án thì suy nghĩ là như này: các em ơi, các em không cần phải quan tâm là người ta lên án các em thế nào, các em chỉ cần quan tâm đến các em muốn là được. Bởi các em muốn gì thì em mới làm được. Đương nhiên là có một số cái là ví dụ về vấn đề tài chính nó không đủ, về vấn đề cuộc sống các bạn nó không đủ để các bạn có thể đu thần tượng, đu idol, thì suy nghĩ là các bạn nên tạm gác lại đó để dành một cái dịp khác tốt hơn, chứ không có nghĩa là các bạn không được phép làm điều đó. Đó, và chúng ta nghĩ nè, có rất nhiều dịp để các bạn có thể gặp được. Hồi xưa, hồi nhỏ sẽ ước gì chỉ được gặp Backstreet Boys một lần, nhưng mà đến khi Backstreet Boys về Việt Nam tiền đâu mà đi, không có tiền để mà đi. Nhìn từ xa hay là xem báo chí thôi, dòng ước lệ bảo trời ơi, tôi ước gì tôi được gặp mấy anh, đó là ước gì, nhưng mà mình đành phải gác idol mình sang một bên. Nhưng đến khi mình làm việc có điều kiện rồi, idol mình về Thái, về Sinh, thậm chí là về Việt Nam một lần nữa, mình có tiền mình mua vé mình đi thôi. Nó không có gì khó khăn hết, nó không có gì là trở ngại cho các bạn hết, chỉ là phù hợp hay không vào lúc này thôi. Còn những người lên án phê phán là tôi tin là tại vì chắc chắn là các bạn không hâm mộ Blackpink nên bạn thấy cái chuyện nó vớ vẩn và nó hão huyền, tiền đó bạn có thể hoàn toàn làm điều gì có ích hơn. Đấy, nhưng mà các bạn đâu có hiểu được với cái chuyện là những cái người kia họ thần tượng đến mức độ nào, họ yêu thương idol họ đến đâu và họ mong muốn được gặp idol họ đúng một lần trong đời, có những sự trải nghiệm và để họ nhớ mãi, đây là kỷ niệm, thì cái điều đó đâu có xấu. Và thêm nữa là mình biết là rất nhiều người lên án vì những vấn đề về chính trị, thì trên podcast này của Si nói luôn là Si không đề cập chuyện chính trị. Si đang đề cập tới cảm xúc của những cái bạn trẻ đang mong muốn được gặp thần tượng của mình, cũng như Si cũng mong muốn gặp thần tượng của mình. Còn yêu nước thì Si tin là trong bản thân mỗi người đều có cái lòng yêu nước, đều có lòng tự trọng của mình, đều có quyết định của mình là mình nên làm thế nào cho đúng. Còn Si nghĩ là các bạn còn quá trẻ, còn quá nhỏ để hiểu được vấn đề chính trị, chính trường nó như thế nào, và cần thời gian để các bạn hiểu hơn, vậy thôi. Còn nếu mà không xét về chính trị mà chỉ xét riêng về mặt giải trí thì Si nghĩ là các bạn thần tượng một ai đó thì không ai có quyền lên án. Chúng ta lên án thì chúng ta phải xem lại bản thân mình là mình có đam mê không, hoặc là mai mốt mình có đam mê cái người ta lên án thì mình thấy sao. Và ở góc độ Si nhắc lại một lần nữa nha, trên podcast của Si sẽ không dính tới chính trị hay là sẽ không nói đến những cái cảm xúc tiêu cực. Đấy, Si chỉ nói đến những chuyện là Si cũng là một đứa trẻ cần được lớn, và Si rất thần tượng của mình, thậm chí là để dành tiền để bay sang nước ngoài, để bay sang những cái quốc gia khác để xem show của họ, để xem những trận bóng đá đó. Và Si hiểu được cái sự thần tượng của các bạn là như thế nào, cho nên Si nghĩ tốt nhất là nên thông cảm cho những người mà họ rất thần tượng, và Si cũng rất thần tượng những cái thần tượng của Si đó, những idol của Si. Và ai lên án kệ, Manchester của Si bị chửi mỗi ngày, Si đâu quan tâm. Si chỉ quan tâm là Si thích hay không nữa. Và Si nghĩ là Si làm những chuyện mà Si thấy là nên làm, vì nó tạo cho mình sự thoải mái, cảm xúc của mình mà. Mình đặt lên trên cảm xúc của mình thì mình sẽ cảm thấy mình trân trọng nó, thế thôi. Mình đâu cần phải ai nhìn thấy được cái sự trân trọng đó của mình trân trọng thế là đủ.